Đây là bữa ăn từ thiện của khách sạn Melia trước giờ chiến đấu với các đội bạn. Cho tổ bắn báo sao mẹ. Đầu tiên là Maggie Caretti, nhân viên của SAS Stamat, với một cái đĩa tương đối đầy. Anh không ngờ là em tham đến mức đấy. Nào ăn lại xem nào. Ăn xong còn liếm mép nữa, khiếp, mất vệ sinh kinh. Rồi, úi dồi ôi, xin lỗi quả mồm. Tiếp đến là người đẹp Cindy Crawford, cũng không kém ai, với một cái đĩa đầy hoa. Vẩu gì, vẩu nhưng mà ngon. À. Sau đó là tôi sao lắc gì à? Em Vân đây. Rồi đến em gì nhỉ? Em gì nhỉ? Em Dung. Đây, đây em này nhẹ nhàng hơn, chơi bắt súp thôi. Cô giáo ơi, cô giáo ăn ít thế này à, cô giáo, cái này sao dạy dỗ được. Đây là người đẹp tuyến, đến từ Florida. Một cái lợi hồi, người ta đang cân từ những cái xu người ta ăn là sao. Đây là hai cái lõi sen chia nhau, gợi vẻ rất tình cảm. Sao mọi người có vẻ khoái ăn cái thế này nhờ? Đây là đội housekeeping với màn ăn nhậu. Toàn những củ sen già. Không, sen già nhưng mà ngon. Gừng càng già càng cay mà. Thế anh ơi, chào đi em ơi. Chào em, chào lợn này. Ăn như lợn. Vẻ chiều nhá, đừng có tóm vào cái công tắc của nó phải chưa? Em không tóm gì cả, không hề tóm luôn. Hoàn toàn mic của mày lúc bây giờ là gì? Không có luôn. À, là không có, nhưng tại sao bỗng dưng nó có? Nó chả căn chỉnh chứ cả. Bỗng dưng lại có. À. Lỗi rồi. Nói chung là trước lên em cứ alo mà không có em chửi mẹ luôn, cái thằng nào đưa mic cho em là mẹ không đều. Công tắc gạt mẹ luôn, không bật lên. Em chả hề gạt gì, nó bảo em đừng sờ mó vào. Cô giáo. À, chúc thành công ý chứ nhỉ? Thank you. Thôi ăn không phải ngại anh ơi. Mọi người vẫn đang nhiệt tình chiến đấu ở đây lắm. Đây là đội FO này. Cũng ăn uống hùng hục lắm. Mặc dù vừa ăn sáng xong. Ăn uống vẫn hăng hái lắm. Độ nhiệt tình cao. Quý ơi, sáng ăn sáng chưa quý ơi? Ăn rồi. Ăn rồi ăn tiếp à? Hai bữa sáng lúc à? Tất nhiên. Ngại bạn đấy. Ngày bữa ăn sáng xong mà sao vẫn còn sơi này. Tham ăn vừa vừa thôi. Ăn mà còn sức còn làm nhá. Làm cái gì? Chào đi. Rồi, xin chào. Những khuôn mặt ưu tú của SAS đây. Ê, nhạc công. Các chào đi em ơi. Rồi. Đây. Đắp tay ngồi. Đắp tay ngồi. Đây, đây là công mù với đắc rông mùa xuân về. À, đây là Hà Anh múa, theo nước cẩn thận vấp nha, hết sức bình tĩnh, chạy nhanh quá nó vấp một cái thì hết hơi. Đây là kiểm dịch, chủ nhà hàng thịt chó Hồ Kiểm, Zidane. Khép ơi, chào đi em ơi, ca sĩ, mày tham ăn quá, cười đi, đó, cười. Đây là đội SAS hạnh già như con gà đang mổ tóc. Không phải mổ tóc, đây, đây là mổ súp. Đây là bộ phận người gọi là vạch đít ghi số. Ờ, vạch đít ghi số. Bộ phận này mất vệ sinh. Đại ca, anh Sơn này, chào đi anh Sơn này. Anh đang lên phim ấy. Chiều nay cả nhà về vào mạng mà xem nhá. Mình thấy cái quay phim nó phải ngồi vào luôn. Đấy, đây là em Hiếu. Ăn rất nhiều nhưng mà người vẫn cứ bé tẹo như cái kẹo. Không hiểu là nó đi đâu. Ăn nhiều nhưng mà làm việc nó còn nhiều hơn, thành ra là nó tẹo hết. Phải đưa lên mạng được cái câu đấy đấy. Đây là chị Tâm, lãnh đạo của chúng tôi. Chị có lời gì phát biểu không ạ? Chúc anh em biểu diễn hết sức và thành công. Hết sức cảm ơn chị. Bọn em sẽ cố gắng. Em thắm. Em ăn đi. Nhưng mà hình như em vừa ăn sáng xong mà sao em vẫn chơi tiếp này. Vừa phải thôi. Toàn cảnh mọi người ăn nhậu rất sôi động. Tưởng chung không ăn gì mà ra chung cũng sơi à? Ngại bạn quá kìa. Ăn thì lấy sức đâu mà làm.
Úi giời ơi, lại còn thế. Đây là anh Trung, Banquet Manager. Đang hội ý đây, hội ý quanh cái đi ăn đây. Tất cả ở dưới này. Đây là tôi, cameraman. Chúc cả nhà thành công. Nào, lấy thức ăn đi.